chào tất cả anh em. Đây là Google Pixel 7 Pro. Google Pixel 7 Pro nhiều thông tin cho rằng là nó không phải là một cái bản nâng cấp quá lớn so với lại thế hệ trước đó, và cá nhân mình cũng thấy như vậy khi mà mình làm cái bài mở hộp ở trên tay chiếc máy này. Nhưng mà sau 5 ngày mình sử dụng chiếc máy này thì cái suy nghĩ của mình nó đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mà nó cũng lạ lắm. Sau 7 thế hệ thiết kế của Pixel 7 Pro, nó đã đạt đến cái tầm của những chiếc iPhone hay là của những chiếc Samsung Galaxy hay chưa? Có hai cái điểm mà chiếc Pixel 7 Pro này nó làm tốt hơn Pixel 6 Pro. Thứ nhất, đó là về cái khung viền camera. Bây giờ nó không còn có cái sự rời rạc giữa nhựa, kính và nhôm nữa. Nó là một cái mảng nhôm nguyên khối, nó liền với lại cái phần khung viền kim loại. Thứ hai nữa là cái phần màn hình này nó đã không còn cong nhiều nữa, và từ đó nó giúp cho trải nghiệm của chúng ta sử dụng máy nó tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt là nó không có bị chạm nhầm vào cái phần cảm ứng nữa. Nhưng mà sau 5 ngày mình trải nghiệm và những cái thông tin mà mình biết được á, chiếc Pixel 7 Pro này nó vẫn chưa phải là một chiếc máy có một cái độ hoàn thiện xuất sắc. Nếu mà anh em để ý vào những cái chi tiết nhỏ như là phần nút nguồn ở đây, nó vẫn còn hơi lung lay nhẹ, nó chưa ăn khớp thực sự vào cái khung viền. Thứ hai nữa là ở cái khung viền kim loại này, YouTuber Mr. Mobile, cái Pixel 7 Pro của anh nó bị chày về cái khung viền kim loại này rất là nhiều, chỉ sau một cái thời gian ngắn anh ấy sử dụng mà thôi. Thì đó là một trong những cái mối lo của người dùng với chiếc máy này. Chúng ta bỏ ra một cái số tiền hơn 20 triệu đồng mà chúng ta mua một chiếc flagship thì chúng ta cũng sẽ phải đòi hỏi lại cái sự hoàn thiện xuất sắc tương ứng. Nhưng mà với Pixel 7 Pro thì mình chưa thấy được cái điều đó. Chiếc máy của mình nó có cái màu tương tự như là cái màu máy của anh Mr. Mobile, tức là cái màu hazel, màu xanh này rất là đẹp. Mình cực kỳ thích cái màu này luôn. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn kỹ vào cái chiếc máy của mình, cái phần khung viền như này này, nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vệt chày li ti. Nhưng mà mình cũng phải dành một lời khen cho Google, bởi vì họ đã thực sự tiếp thu những cái ý kiến từ người dùng để cải tiến cho cái phiên bản Pixel 7 Pro này so với bản tiền nhiệm. Và từ đó chúng ta có một chiếc máy cầm nắm sử dụng tự tin hơn so với lại chiếc Pixel 6 Pro. Còn về chất lượng hiển thị màn hình của Pixel 7 Pro, nó vẫn tốt, nó vẫn tuyệt vời như là báo thế hệ Pixel từ trước đến nay. Và năm nay cái màn hình của Pixel 7 Pro nó sẽ cho chúng ta thêm một cái tùy chọn nữa, đó là cái tùy chọn Quad HD Plus bên cạnh là Full HD Plus. Tức là bây giờ chúng ta đã có thể thay đổi về cái độ phân giải của Pixel 7 Pro giữa Full HD Plus và Quad HD Plus. Một cái thay đổi nhỏ thôi nhưng mà mình đánh giá rất là cao về cái điều này. Cái vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em về Pixel 7 Pro đó chính là về cái cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay của Pixel 7 Pro nó đã nhanh hơn Pixel 6 Pro năm ngoái mình đã được trải nghiệm. Nhưng nó vẫn chưa thể nhanh được như là những cái chiếc máy sử dụng cảm biến vân tay siêu âm. Nó vẫn là cảm biến vân tay quang học, và đây là một cái điều mình không thích. Google Pixel là một chiếc điện thoại có thể nói rằng là một cái phiên bản kiểu mẫu trong thế giới Android. Nhưng bây giờ Google họ làm phần cứng, họ làm những cái mà gọi là tiên phong hay là làm mẫu cho những thiết bị Android khác ấy, thì nó không còn đúng nữa. Và mình hy vọng rằng, mình muốn rằng là Google họ trang bị một cái cảm biến vân tay có một cái tốc độ nhận diện nhanh hơn, đó là cảm biến vân tay siêu âm, thì nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta nó tốt hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta tay ướt hay là chúng ta ra mồ hôi thì cái cảm biến vân tay siêu âm nó vẫn có thể nhận diện được. Còn với vân tay quang học này thì cái chuyện đó sẽ không xảy ra. Tiếp theo mình muốn nói với anh em về chip và camera. Tại sao mình lại gộp hai cái điểm này với chung với nhau? Bởi vì nó có một mối liên hệ rất là quan trọng và rất là mật thiết với nhau. Google Tensor G2 nó không phải là một con chip vượt trội hoàn toàn so với thế hệ đầu. Nếu mà xét về những cái thông số kỹ thuật đó, thì nó chỉ là một cái phiên bản tăng xung nhịp rất là nhẹ so với lại Google Tensor thôi. Nhưng cái mạnh của con Google Tensor nó nằm ở AI, nó nằm ở cái khả năng xử lý máy học, và nó nằm ở cái việc là Google họ tích hợp những tính năng thông minh vào trong cái camera của mình. Cái sự thông minh đó nó thể hiện ra ở cái chỗ là nó biết người dùng cần gì, và nó biết rằng ở cái thời điểm đó thì cái camera nó nên làm gì. Ví dụ như là chúng ta vào một cái môi trường thiếu sáng, chúng ta giơ camera lên thì nó sẽ tự động kích hoạt cái chế độ chụp đêm. Hay là chúng ta chụp một cái tấm mà nó bị nhòe
và chúng ta bấm vào Edit thì ngay lập tức nó sẽ có một cái tùy chọn gọi là Unblur. Thì đó chính là cái tính năng Photo Unblur. Tức là nó biết trước người dùng chúng ta sẽ cần gì và làm gì với cái tấm hình đó hay là làm gì với cái khung hình đó, thì nó sẽ tự động đề ra những cái mà chúng ta cần. Thì đó chính là cái sự thông minh và đó chính là cái sự khác biệt của Google Pixel so với lại những cái chiếc điện thoại Android khác. Và thực sự rằng là cái Photo Unblur này là một cái tính năng cực kỳ hữu dụng và mình cực kỳ thích. Ở đây mình sẽ cho anh em xem một cái tấm hình mình chụp nhanh khi mình đang ngồi trên xe đi ngoài đường. Thì cái sự khác biệt giữa Unblur và không Unblur nó là tương đối rõ ràng. Nó sử dụng AI để nó giảm đi những khung hình hay là những cái khu vực nào nó bị nhòe, nó bị mờ, để nó bổ sung vào cho chúng ta, để nó giúp cho chúng ta có một cái tấm hình nó đỡ nhòe hơn. Tất nhiên là nó không phải là thần thánh đến cái mức là nó sẽ cho chúng ta một cái tấm hình rõ như là chúng ta đứng im để chúng ta chụp được, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái tấm hình đó nó có thể dùng được. Dĩ nhiên là cũng phải đi kèm với cái việc là nó đừng có quá nhòe, hoặc là chúng ta cố tình chúng ta làm cho nó coi như không thấy gì nữa, thì lúc này cái Photo Unblur nó sẽ không có tác dụng. Nhưng mà trong một vài cái trường hợp điển hình như là chúng ta ngồi trên xe, chúng ta chụp một cái tấm hình đang đi ngoài đường, chúng ta chụp một cái gì đó vật cảnh nào đó, thì cái Photo Unblur nó thực sự có giá trị. Còn về cái khả năng quay video, nó tốt hơn Pixel 6 Pro ở cái việc xử lý về microphone, và nó tốt hơn ở cái chỗ là nó sẽ đỡ bị nhòe trong một vài khung cảnh mà mình vừa đi vừa quay, hoặc là trong một vài cái khung cảnh mà mình lia máy nhanh thì nó không bị cái tình trạng rung và nhòe như là Pixel 6 Pro nữa. Đánh giá chung về chất lượng hình ảnh của Pixel 7 Pro cho ra không có quá nhiều sự khác biệt so với lại Pixel 6 Pro. Pixel 6 Pro chúng ta đã có một cái camera chụp hình rất là tuyệt vời rồi, thì trên Pixel 7 Pro nó cũng sẽ tương tự như vậy. Nó cải tiến một chút xíu về cái độ sáng, nó cải thiện một chút xíu về cái độ tương phản, nó không quá là nhiều. Và cái chất lượng hình ảnh của Pixel nó vẫn giống như bao cái thế hệ từ dưới này, tức là nó làm cho hình ảnh nó đậm cái chất kỹ thuật. Nó không có mang cái tính trung thực như là iPhone, mà nó sẽ cho chúng ta một cái gì đó kỹ thuật hơn, cho chúng ta một cái gì đó chúng ta cảm giác rằng là Google họ áp dụng rất nhiều thuật toán để có thể cho chúng ta được một cái tấm hình như là chúng ta thấy ở trên cái chiếc Pixel sau khi là chụp ra. Năm nay cái phần video thì Google bổ sung cho chúng ta thêm cái tính năng là quay video cinematic. Thì nó nôm na nó sẽ là quay video xóa phông tương tự như iPhone thôi, và cái chất lượng cho ra cũng sẽ giống iPhone vậy, tức là nó vẫn chưa thực sự tuyệt vời như là cái cách mà chúng ta nghĩ về cái việc mà quay video xóa phông. Cái con chip Google Tensor này nó còn ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta sử dụng phần mềm, tức là với Android 13. Với Android 13 năm nay và với chiếc máy này thì Google Tensor G2 nó đã thể hiện được rõ ràng hơn so với lại cái thế hệ đầu tiên. Google Tensor nó không phải là một con chip nó tập trung mạnh mẽ vào cái việc mà chúng ta chơi game, nó không phải là tập trung mạnh mẽ vào cái việc là thể hiện cái sức mạnh ở trên những con số benchmark, mà Google họ chọn một cái hướng đi đó là về máy học, đó là về AI. Và thực sự là khi sử dụng chiếc Pixel 7 Pro này, nó cho cảm giác mình đây là một cái chiếc điện thoại thực sự thông minh và nó thực sự hiểu mình, tức là nó muốn mình cần gì, nó muốn mình ở cái thời điểm đó mình sẽ làm gì, và nó sẽ gợi ý ra những cái điều đó. Và một trong những cái tính năng mà mình cực kỳ thích ở trên chiếc Pixel 7 Pro này đó chính là về cái việc mà lọc tiếng ồn khi chúng ta gọi điện thoại. Cái tính năng này thì nó mới được cập nhật vào cái chiếc Pixel 7 Pro sau này thôi, chứ lúc mới bán ra thì chưa có, nhưng mà cái hiệu quả nó đem lại thực sự rất là tốt. Mình nói chuyện với một người bạn của mình và cái người bạn đó đứng ở trong một cái môi trường rất là ồn ào, nhưng khi mà cái âm thanh nó đi vào cái loa thoại của chiếc Pixel 7 Pro này và đưa đến tai của mình thì nó lọc gần như là hơn 80% về cái tiếng ồn xung quanh, và mình chỉ nghe cái tiếng bạn của mình mà thôi. Cái sự khác biệt giữa cái việc mà chúng ta bật cái tính năng này và tắt cái tính năng này nó rất là rõ ràng, và đó chính là cái công dụng của con chip Google Tensor G2 này. Một cái điểm mạnh nữa của con chip Google Tensor đó chính là tối ưu cái thời lượng sử dụng pin. Với cái Pixel 7 Pro này thì nó vẫn cho mình một cái thời lượng sử dụng pin rất là tốt như là cái chiếc Pixel 6 Pro năm ngoái. Mình có thể sử dụng trọn vẹn trong vòng một ngày với hơn 5 tiếng on screen. Nếu mà ngày hôm đó mình hoạt động nhiều, mình quay video nhiều, ví dụ như là cái hôm mà mình làm cái bài con Pixel Watch này cũng vậy, mình quay video rất nhiều nhưng nó vẫn đáp ứng cho mình trọn vẹn trong vòng một ngày sử dụng. Khi mình về nhà lúc 10 giờ tối, 11 giờ đêm thì nó vẫn cho mình một cái thời lượng sử dụng pin còn khoảng là từ 30 cho đến là 40%. Đây là một cái điểm cực kỳ hài lòng. Và đặc biệt nha, Google Tensor G2 nó đã khắc phục được một cái điểm yếu rất là lớn của con chip Google Tensor thế hệ đầu, đó là về cái việc nóng. Trong quá trình mình sử dụng chiếc máy này, nó không có nóng lên một cách bất chợt, nó không có nóng lên một cách vô duyên như là cái Pixel 6 Pro năm ngoái nữa.
Và đây cũng là một cái điểm đáng khen cho Pixel 7 Pro. Google Pixel 7 Pro, như Cu Hiệp đã nói rằng là năm nay anh sẽ không mua Pixel nữa, bởi vì những cái lý do mà anh đưa ra là Pixel nó đã không còn là Google Pixel như những ngày đầu nữa. Và những cái gì gọi là từng là thế mạnh của Google Pixel thì bây giờ những cái Android khác nó đã bắt kịp, và thậm chí là nó đã vượt lên so với Google Pixel. Thì mình hiểu cái điều này, và với những cái gì mình trải nghiệm với Pixel 7 Pro thì mình cũng đồng ý về cái điều đó. Rõ ràng là cái chiếc máy của họ vẫn rất là tốt, và nó vẫn có những cái điểm đặc biệt, nó vẫn có cái điểm rất là thông minh, và nó vẫn có một cái camera rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái sự khác biệt đó, cái sự tuyệt vời đó bây giờ nó đã bị thu hẹp lại so với những cái hãng Android khác. Và những cái hãng Android khác họ đang tập trung rất nhiều vào camera, họ cũng vẫn đang tập trung rất nhiều vào con chip. Họ không cần phải tạo ra một con chip mới nữa, họ dùng cái nền tảng Qualcomm. Và những cái nền tảng Qualcomm thì sao? Nó có cái con số benchmark, nó có cái hiệu năng nó tốt hơn là Google Tensor rất là nhiều. Và với người dùng á, khi mà họ chưa cầm vào cái chiếc Pixel 7 Pro này, họ chưa hiểu được những cái giá trị mà chiếc điện thoại này mang lại á, thì họ sẽ nhìn qua những cái thông số, họ sẽ nhìn qua những cái benchmark đầu tiên. Thì những con chip đó, những cái chiếc điện thoại đó, những cái thông số mà những cái Android đó nó đưa ra, nó vẫn sẽ vượt trội hơn Google Pixel. Và từ đó, chiếc Google Pixel này nó lại trở nên kém hấp dẫn hơn so với lại những cái đối thủ của nó. Dù rằng là cái mức giá của nó có thể là sẽ tốt hơn, nhưng mà hiện tại ở thị trường Việt Nam á, thì mình có biết một vài nơi họ đang bán cái chiếc máy này với cái dạng là line new thôi, thì nó sẽ rơi đó khoảng tầm hơn 20 triệu một xíu, 22-23 triệu. Thì nó rẻ hơn so với cái thời điểm mà nó mới về Việt Nam thời kỳ đầu là hơn 30 triệu. Ở cái tầm giá này chúng ta có thể mua nó để trải nghiệm được rồi. Còn nếu mà anh em tìm được máy giá rẻ hơn nữa thì càng tốt, và anh em thử trải nghiệm Pixel đi thì anh em sẽ thấy về cái sự thông minh của nó, anh sẽ thấy về sự đơn giản và cái sự hiểu người dùng mà chiếc điện thoại này nó mang lại cho chúng ta. Nhưng mà như mình đã nói, nó vẫn sẽ bị chìm trong vô vàn chiếc điện thoại khác. Ok, đó là cái chia sẻ của mình về Google Pixel 7 Pro. Và anh em nghĩ sao về chiếc điện thoại này, hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Còn mình là Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.